tối em ngủ ở đâu, ngủ ở trong bàn này hay là ngủ ở đâu? Dạ con ngủ dưới đá. Trời ơi, đi ra cái đá này ngủ. Anh cũng nghe chị tối ngủ vậy, bé đang thắp nhang cho bà. Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của nhóm mấy anh em của mình. Thì chiều ngày hôm nay là không biết là con bé hồi sáng là bé Tiền á, thì gặp anh em mình gặp ở cái miếu bà đây, thì không biết là bây giờ hiện tại bé nó có ở đây hay không. Rồi tình hình sau thì ngày hôm nay anh Bin có mua thêm hộp cơm nè, cơm hộp với chai nước cho mọi người. Dạ. Thì nói chung là lúc đầu mà nhóm anh em mình nó không biết bé thôi, nhưng mà vô tình mà anh em mình đến đây khám phá thì bất ngờ gặp được bé. Nên thành ra anh em mình cũng đã cố gắng tất cả anh em trong nhóm đây để động viên bé để về với gia đình. Nhưng mà thật sự bé là kiểu giống như đi bị thất lạc rồi, xong là bị hiện tại là bị ở gầm cầu á, bị mấy đàn ông đã lại quấy phá như vậy. Bé cũng sợ, bây giờ ngại đến về với gia đình. Thì bây giờ anh em mình chiều nay sẽ đi vào bên trong ngôi miếu của bà xem là bé còn đó hay không. Thì nếu mà anh nghĩ, nếu mà thật sự anh em mình vô á, dạ, mà bé còn ở đây á, thì là bé nói những lời bé nói là thật. Còn nếu mà bé không còn ở đây là những lời bé nói là giả. Không, em nghĩ thật á. Đứa theo anh Bin, nghĩ sao anh Bin? Thì theo anh thì nghĩ sao nghĩ, nhưng mà bây giờ anh đã mua được hộp cơm với lại chai nước rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì trước tiên mình thấy mình vô để mà mình coi bé có trong đó không. Dạ. Rồi thứ nhất là, thứ hai nữa, dù có bé thì anh em mình đưa cho bé hộp cơm cho bé ăn. Dạ. Với lại chai nước bé uống. Dạ. Chứ bây giờ sáng em thấy còn có mười mấy ngàn á. Cũng thấy tội quá. Dạ. Bây giờ anh em di chuyển vô trong đi. Bây giờ anh mình vào trong thử để coi thật hư như thế nào. Rồi mời mọi người theo chân mấy anh em vào trong miếu ha. Bé ơi. Bé. À hình như con bé Tiền ở trong miếu kìa. Ờ thôi. Bé nó còn đang trong đó làm gì vậy ta? Chị chồng đang lao bàn thờ. Chị đang lao chỗ bàn thờ bà. Chú có mua hộp cơm cho con với lại chai nước nè. À, mô Phật. Mô Phật. Mô gì Phật. Rồi con giao bàn thờ hả? Bé tội nghiệp bé gì nó lao bàn thờ rồi mọi người. Vậy con lao xong chưa con? Chưa lao xong hả? Rồi con lao xong đi rồi ra đây chú đưa hộp cơm với lại chai nước cho con ăn một chiều ha. Con lao xong chưa? Lao tới đâu rồi? Lao tới bên đó chưa? Rồi hả? Vậy con lao đi ha. Chú ra vào đây chú đợi ha. Bây giờ bé đang lao. Bé đang lao chỗ lao xong rồi. Thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chỉ nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được ngay cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000 mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Thật sự là em định tối nay em ngủ đây thiệt luôn á Tiền. Dạ, tại con ngủ đây 3 hôm rồi. Trời đất ơi. Bây giờ là cũng chiều rồi, là anh em mình cũng muốn quay lại để coi là bé là có ở đây không, hay là đi ngủ ở chỗ nào. Nhưng mà thật sự là đến đây buổi tối là bé thật sự ngủ ở đây nha quý vị. Thôi bây giờ anh em có mua hộp cơm lại nè, bé em ăn cơm đi. Ăn đi bé. Ăn đi con, không ăn sao vậy? Chịu giờ ăn gì chưa? Chưa. Thì sao không ăn? Ăn thì em ăn đi. Ăn đi, có gì đâu ngại. Cô mở cho con ăn nè. Anh Bin mở đi. Ăn đi con. Ăn đi, ăn đi, ăn tự nhiên đi, không có gì ngại hết á. Đâu ngại đâu nè. Trời ơi, sườn luôn. Ôi. Cơm ngon nha. Cực kỳ ngon nè. Đó. Còn quá trời. Đây chú mở cho con luôn nha. Đó. Bây giờ mở cơm cho bé ăn nha mọi người. Thì thật ra là anh em mình kiểu giống như là không biết thì thôi, mà đã biết tình trạng của em Tiền ở đây như vậy thì cũng như là cố gắng giúp được cái gì thì giúp. Con ăn miếng đi con. Nè, sữa nè con. Ít lòng nhiều. Ăn đi, tự nhiên thì đừng đi. có ngại nha. Mặc cả con. Ăn đi, ăn cho no. Ăn đi vừa vừa ăn vừa tâm sự.
Ngon tiền. Ngon. Thấy bé mà ngồi ăn gì thấy rất là đau lòng luôn. Đi mà giấy tờ mất hết là không có tiền trong túi nữa. Nếu mà bữa chiều nay á, mà anh em mình không đem mang hộp cơm này vô, bé tối nay dừng đói luôn. Không biết sao, họ hỏi là nếu mà hồi sáng anh thấy em đếm là như là còn mười mấy ngàn à. Mười mấy ngàn sao đủ mua cơm. Rồi nếu mà thật sự mà tụi anh không vô thì em định ăn gì? Dạ nhịn đói. Trời ơi. Vậy rồi lấy sức đâu mà em nghĩ đi. Em nói hồi xưa em chia sẻ với tụi anh đó là nói là em sẽ đi lại kiếm việc làm để kiếm tiền đi về cho nuôi gia đình. Nhưng mà em nhịn đói vậy em có sức khỏe đâu rồi, và bữa em bệnh hay là như nào đó rồi rồi sao em đi làm được. Quá trời không có gì ơi. Thôi em ăn đi rồi ăn rồi tâm sự. Ăn tự nhiên đi. Dạ để nói chuyện xong rồi con ăn sao. Chỉ ngại. Ngại hả? Dạ. Thôi ăn đi. Không bây giờ anh không ấy thì anh em mình tắt máy để cho bé đó ăn. Thì nãy giờ là anh em cũng để tắt máy nên giống như là cho bé tiền nó ngại nên là cho bé nó ăn cơm xong rồi anh em mình trò chuyện tiếp. Thì bây giờ là em quyết định là em không về đúng không tiền? Dạ. Rồi em định là tối nay ngủ đây hay sao? Rồi hồi sáng em có kể lại mấy anh với mấy chú ở đây á, thì cái vấn đề ngày mấy bữa trước em bị một nhóm thanh niên đó mà tối quấy phá em á, thì em có thể kể chi tiết lại cho mọi người nghe được không? Dạ, cách 2 hôm trước con ngủ ở dưới hầm dưới đầu cầu á. Dạ. Có đêm đó có 3 người vô phá. Rồi lúc đó con em có chống cự lại không hay là như thế nào? Dạ có. Rồi có la lên kêu cứu không mà cũng không có ai hết trơn hay sao? Dạ, tại chỗ đó ít người. Trời đất ơi. Rồi sao mà em không kiếm kiếm ở nhà nào hay là cô bác nào đó em xin em ở tạm mà em đi lại ngủ dưới gầm cầu? Dạ tại con sợ người ta không cho. Bây giờ anh em thấy bé gì giờ sao? Giờ dạ, cũng tối dạ, luôn rồi đó. Quyên bé đi. Quyên bé chứ sao giờ? Dạ. Thấy con á thì như là mấy chú mua hộp cơm cho con ăn. Mà như là thấy con ăn á thì như là mấy chú không có kìm mà lòng được. Thì giờ nói chung ra thì chú cũng khuyên con là bây giờ thôi nên ở chỗ này á. Thì hồi sáng mấy chú nói là mướn một cái căn nhà, mướn nhà trọ đó cho con ở cùng với cô kia. Thì con mới đầu là con đồng ý mà sao con không chịu. Thì giờ cũng như là con đừng có ngại là sợ làm phiền mấy cô mấy chú. Đúng rồi. Cái tấm lòng của mấy chú á thì con cứ đón nhận đi, tại vì mấy chú á đến là để giúp con chứ không phải là đến đây mà để mà hại con đâu. Nhưng mà ví dụ anh đặt thí dụ nha, bây giờ mà khi mà anh với lại mấy chú ở đây chia sẻ cái đoạn clip này lên trên mạng xã hội rồi, thì ba mẹ em xem được cái clip này, biết được cái hoàn cảnh của em hiện tại. Hồi trước giờ em muốn kể cho mọi người nghe là vấn đề là em đi lên đây bị xin việc làm, bị người ta lừa mất hết giấy tờ, xong sau đó thì em lại ngủ dưới gầm cầu và bị nhiều nhóm thanh niên nó xâm hại đó. Thì bây giờ gia đình mà xem được clip này thì đã cũng biết được cái hoàn cảnh của em hết rồi. Thì giờ ba mẹ mà muốn em đi về dưới sống với ba mẹ dưới quê thì em có đồng ý không? Dạ không. Tại sao em không đồng ý? Em cũng sợ. Không, ba mẹ cũng thông cảm cho em mà muốn em về dưới nhà mà. Em sợ cái gì? Dạ, tại có gia đình con nghèo quá. À, là giờ em quyết tâm muốn đi kiếm tiền đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì giống như hồi sáng ở đây mấy chú cũng nói là khi mà có giấy tờ rồi ở đất Sài Gòn này khó sống lắm chứ không phải như dưới quê mình. Đó, nếu mà ở dưới quê thì có thể là quen biết gì đó mình xin làm này kia người ta cũng không có. Còn ở Sài Gòn này mà không có giấy tờ là đâu ai nhận mình đâu. Mà bây giờ mình lưu lạc đây, ví dụ như bây giờ ở đây mấy chú chia sẻ clip lên thì có nhiều cái những người tốt giúp mình thì mình không nói. Nhưng mà những cái kẻ xấu người ta biết cái địa điểm hay là chỗ nào đó, hay là mai chiều em đi ra đường xin cơm hay là mua đồ ăn gì đó nhờ tắm rửa gì người ta để ý. Khi mà chia sẻ clip lên thì nhiều người ta sẽ coi mình, không phải trong nước mà ngoài nước người ta cũng đã xem theo dõi mình. Như vậy thì em ở đây đó 1-2 bữa thì rất là nguy hiểm luôn. 1-2 bữa thì được, ở lâu là rất nguy hiểm. Thì em tính sao?
đi về hay là muốn ở đây lại làm? Con cứ cởi mở con nói ra đi. Đúng rồi. Dạ con muốn ở đây làm. Trời đất ơi, bây giờ là bé nó nhất quyết là ở đây làm. Đúng rồi. Bây giờ làm, bây giờ con ở đây làm á thì bắt buộc là con phải phải đi mướn cái phòng cho con ở với cô kia tạm vài ngày đi rồi mấy chú tìm việc. Chứ phần bây giờ giấy tờ con mất hết rồi. Chứ con ở đây tiếp tục ở đây. Ở đây là không được đâu, không ổn đâu. Ừ. Tại vì mới có 18 tuổi mà như là đi sống với gầm cầu á thì cũng như vậy, cũng thấy con là thương nên là chú không muốn là để con tổn thương nữa, con hiểu không? Ba mẹ mình sinh mình ra cũng mong muốn cho mình những cái điều tốt đẹp chứ đâu ai mong muốn mà em như vậy đâu. Nếu mà giờ ba mẹ mà xem được clip này á thì cũng thông cảm cho em, mà cũng mong muốn con mình về với gia đình thôi chứ không có để cho em cực khổ. Đó, mà hồi nãy anh có nghe em nói là nếu mà ngày tối nay anh em không vô mà mua hộp cơm này á thì em lại nhịn đói, thì như vậy thì nếu mà trong thời gian dài thì ví dụ hồi sáng em nói lại khi mà em hết tiền thì em đi xin mọi người, nếu ví dụ như gặp người tốt người ta cho mình tiền mình không nói, gỡ gặp người ta không cho mình tiền rồi sao, rồi mình xin gì cũng không có nữa, rồi con sẽ gặp những cái trường hợp mà dụ dỗ con tiếp theo. Đúng rồi. Con cứ cởi mở con nói đi. Đừng sợ gì hết á, mấy chú đến đây giúp tụi con mà, đâu lo gì. Đúng rồi. Bé cũng đang phân dân, đang đứng ngã ba ngã tư cho nên bây giờ là đi theo mấy chú để đi vô nhà nghỉ, ngủ cái gì hồi sáng ấy, là mai mốt rồi mấy chú tìm công việc nào đó cho con làm. Con đồng ý không? Không. Sao không đồng ý em? Con muốn làm ở đây mà. Không, tại con sợ phiền tới mọi người. Có gì đâu phiền. Nếu ví dụ như ở đây nhóm của anh em bây giờ là thấy ví dụ là thà không thấy gì thôi, thấy thì giúp là giúp cho chót, giúp cho tới cùng chứ đâu có để như vậy được. Bây giờ em con gái nữa, ví dụ như con trai thì bình thường, bây giờ con gái mà ở một cái nơi hoang vắng thì là rất là nguy hiểm luôn, chưa tính với những cái người đàn ông mà gọi là nhậu như này kia, người ta đi ngang đây người ta thấy một cái là cũng mệt nữa. Nói muốn tổn thương, nó muốn gương nước mắt. Dạ. Nhưng mà hồi nãy khi mà trước khi mà anh em gặp á thì cũng có chia sẻ bé lên hình, không biết là bé xúc động hay sao không nói. Nhưng mà hồi nãy bé có nói là tại vì do gia đình nghèo quá mà bây giờ lỡ mất giấy tờ rồi cũng có tích góp được cái tiền lên để bị lừa hết, nên giờ sợ ba mẹ buồn không dám về, nên là quyết định là ở đây làm để kiếm tiền mới đi dám về. Thì bé nó hình như nó sợ sao, sợ cha mẹ cũng như gì mà lên đi làm mà đúng rồi họ chưa được việc chưa làm được nữa mà làm mất hết tiền nữa, để giấy tờ giờ không có. Giờ ý của bé là nó sợ, trong lòng là sợ cha mẹ la. Ủa rồi cái ba lô em đâu rồi? Dạ trong kia. Đâu em để đâu? Dạ, dẫn mọi người đi. Rồi vậy là em để ba lô đồ để đây hả? Rồi em đi tắm, thì tắm ở đâu? Dạ tắm ở nhà luôn. À là đi ra ngoài sinh ngoài lỗ hả? Dạ. À rồi tối em ngủ ở đâu, ngủ ở trong bà này hay là ngủ ở đâu? Dạ con ngủ ghế đá. Trời đi ra ghế đá này ngủ. Trời bây giờ mà để đồ như vậy thì tối ngủ này mũi dữ lắm luôn á. Ủa rồi con ơi, con đi đâu trong đó? À, chiều tối nhà cho bà nhà. Giờ này cũng gần 6 giờ ha. Đúng rồi. Mà mọi người xem ở ngoài kia là gần rừng cao su đó mọi người. Mà phía hả? Sau cái mỹ bà này là nghĩa địa nữa. Đúng rồi. Ở phía sau đó là nghĩa địa đằng sau lưng. Dạ. Từ sáng tới giờ anh em cũng có thuyết phục bé nhưng mà bé không không chịu đi về, mà muốn quyết tâm làm kiếm tiền để đi đem về với gia đình mấy gì về, chứ bây giờ có nhiêu tiền bị lừa hết. Thật sự giờ ngủ ở đây mà đau lòng, có một cái ba lô đồ gì à, ba lô đồ nè, như ở đây cũng thôi như là có cũng 2-3 bộ đồ không? Hả bé, sao đồ em có 2-3 bộ hả? Bé công nhận gan
ở đây gái mình mà dám vô được trong này ngủ. Đúng rồi. Mình bây giờ thử mình dám vô đây ngủ mới sợ. Mình đàn ông đi mình vô đây ngủ mới sợ. Anh em mình bước vô đi. Anh cũng nghe chiều tối là quý vị ơi, bé đang thắp nhang cho bà. Là lúc con vô tới đây tối nào con cũng đốt nhang cho bà đó hả con? Dạ. Ở đây sạch sẽ là con quét luôn á hả? Dạ. Nói chung ra là gái quê mà. Đúng rồi. Là giỏi về mấy việc này lắm. Dọn dẹp nhà cửa là thắp nhang vào buổi chiều đó. Thì cũng ít có người phụ nữ nào mà làm việc này lắm em ha. Đúng rồi. Cây này là hàng trăm năm tuổi luôn á, hoa trời lớn luôn. Ông hổ thì hình ngoài kia, còn đây là nơi ở của ông hổ. Thôi em ngồi đây đi. Vậy là bây giờ là cỡ nào cũng em cũng quyết định ở đây hay sao tiền? Bây giờ là lấy anh với lại mấy chú ở đây thì cũng hết lời. Không biết càng lời luôn rồi đó. Thiệt á. Thì hoặc là bây giờ anh kiếm cho em thuê cho em cái phòng gọi là ở tạm qua đêm. Chứ bây giờ em ngủ đây mà mũi hồi lúc bây giờ còn sớm nè. Mới 6 giờ thôi mà anh ngồi đây nãy giờ là thấy là mũi nhiều lắm. Mà tối nay em ngủ chỉ rồi em ngủ bằng cách nào? Đâu có mùng đâu hả? Rồi nằm trên ghế đá lại luôn. Trời ơi. Tội quá gì em. Tội ghê thật chứ. Bây giờ có phải những cái là giờ, những cái gì lời khuyên của anh em mình á, lời khuyên với bé hết lời rồi. Đúng rồi, tụi anh muốn giúp cho em mà kiểu là đi kiếm công việc cũng khó nữa. Bởi vì bây giờ em không có giấy tờ gì hết trơn. Sao mà người ta nhận mấy chết này chứ. Bây giờ mà chỉ có mục đích là muốn chia sẻ cái câu chuyện của em lên trên mạng xã hội á. Thì thứ nhất là ba mẹ của cô em, là tụi anh liên lạc được ba mẹ của em để mà chia sẻ cái sự cố mà em đang gặp đây. Đó, em vừa từ dưới quê lên đây và em gặp những chuyện như vậy. Đó, ba mẹ em thông cảm cho em rồi cũng như là đi về lại dưới quê thì tụi anh sẽ hỗ trợ đưa em tặng về tận quê đó, làm lại giấy tờ rồi đó, lúc đó em muốn lên Sài Gòn em làm gì em làm. Chứ còn bây giờ mà em ở cái kiểu giống như ở đây nương nhờ ở chỗ miếu bà như vậy mà quăng vắng nữa. Đúng rồi, mà cũng không có lại là công việc làm thì lấy đâu ra tiền. Nếu mà anh không có giống như là anh không lại đây không, hay là bữa nay không gặp em đó, thì em cũng phải sinh sống làm sao hả? Hay là em đi xin tiền người ta giống như em nói hả? Thì bây giờ nói chung ra thì
theo lời của chú đi, như là hồi sáng thì mấy chú cũng nói là cho con thuê cái nhà nghỉ đó, cho con ở với cái cô kia, thì con ở đỡ với cô kia đi, rồi để chú suy nghĩ làm sao, như là có những mà chỗ nào mà làm không cần giấy tờ đó thì tụi chú sẽ xin cho con làm, chứ bây giờ là con ở đây là chú thấy không ổn rồi. Con chịu không? Bây giờ anh cũng không biết luôn á, không biết sao luôn á, từ sáng thì cũng khuyên nhủ quá trời luôn rồi, bé không chịu. Rồi gặp những cái người xấu đó nữa thì cuộc đời em còn tương lai còn rất là dài. Nó mới 18 tuổi còn rất là trẻ luôn. Mà em có cái nỗi niềm gì hay là cái tâm sự gì mà em chưa có thể chia sẻ với tụi anh hay sao mà em không chịu mà đi ở nhà trọ rồi để mà tụi anh giúp cho em? Tại vì con muốn tự mình lo. Là muốn tự lập ha. Đó, bây giờ những cái mà gọi là giống như là em chia sẻ, em tự lập. Nhưng mà em đi lên đây, em cũng nghe lời người ta lên để mà đi kiếm việc làm. Thì bị những người lừa. Bây giờ xã hội bây giờ rất là nhiều những cái công ty ma này kia lừa gạt rất là nhiều. Đó, mình dưới quê lên mà mình không biết. Có rất là nhiều người luôn ở dưới quê người ta gửi rồi người ta nhắn tin rồi kia nọ lên làm đơn lên xin việc, nhưng mà lên tới đây rồi điện người ta cũng không bắt máy nữa. Nhưng mà lúc đó là khi mà em vừa lên Sài Gòn là em đưa giấy tờ cho người ta hết luôn hả? Rồi bây giờ khi mà em đưa cho người ta rồi thì người ta làm sao mà em không lấy lại được giấy tờ? Dạ, người ta kêu đưa hết giấy tờ cho ta để người ta làm. À, rồi xong rồi lúc đó em ở đâu mà không gặp họ luôn? Dạ em đứng trước công ty á. À, rồi sao mà rồi điện thoại của em đâu? Dạ bị người ta lấy. Người ta giữ hết luôn, người ta kêu em đưa em cũng đưa hết luôn. Trời đất ơi, chết luôn rồi. Rồi thì sau khi nãy giờ cũng trò chuyện với bé cũng tâm sự rồi, bây giờ anh lời cuối cùng mấy anh với lại chú mấy chú ở đây cũng phiên em rồi, bây giờ thôi, bây giờ em tạm thời đêm nay thà là không biết thôi, giờ biết em thì hoàn cảnh của em vậy thì bây giờ tụi anh sẽ giúp cho em thêm cái phòng qua đêm, ngủ qua đêm nay rồi sáng mai tính tiếp được không? Chứ bây giờ em ngủ đây là ban đêm mũi mà người rất là nguy hiểm nha. À, thôi bây giờ đi theo tụi anh đi, tụi anh sẽ chở đi qua bên thuê cho em cái phòng. Rồi tạm nghỉ trước đi, rồi mai mình tính sao anh em. Đúng rồi. Rồi vậy rồi, okay. Vậy nó mới khỏe. Lấy đồ đi anh em mình đi. Yeah.